Chủ đề TV, thế giới của bạn. Mừng xuân Đinh Dậu, chúc Tết mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tiền vô như nước, mã đạo thành công, gia đình hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Xin chào các khán giả của kênh Chủ đề TV và Monster xin gửi đến mọi người lời chúc năm mới. Chúc mọi người luôn đạt được những thành công, luôn còn gặp nhiều may mắn và đạt được những mộng bản thân mình. Eric thì xin chúc mọi người có một năm mới tràn ngập hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và các bạn có một sức khỏe dồi dào để đón một năm mới nhiều niềm vui nhé. Yeah. Quang Minh xin lời chúc tất cả quý vị khán giả của Today TV một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Chúc mừng năm mới. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Today TV. Đàm Vĩnh Hưng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đến tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới này, chứ không riêng gì tại Việt Nam. Một năm mới thật là giàu sang, thật phú quý, thật hạnh phúc, bình yên và may mắn.